chuyện gì mà gọi tôi vậy? Sao bạn quăng lá lung tung vậy? Nhất là mình đi mình đạp trúng trượt té nè, mà người ta trượt quả chuối, chứ ai đời chuối bị trượt? Mình không có. Bạn không nhận thì chúng ta đi tìm đất tôi khỏe nhờ phân xử đi. Bạn xả rác bừa bãi. Đi thì đi chứ, sợ gì? Đây, anh Đình Toàn và Đốc Tư Khỏe đã đến rồi đây. Các em đừng có cãi nhau nữa. Tư Khỏe, MC. Thôi, hai đứa khỏi cãi nhau nữa. Đốc Tư Khỏe biết hết rồi. Đốc Tư Khỏe, phạt mồng tơi đi. Không phải mồng tơi đâu. Thấy chưa? Vậy, chứ ai hả Đốc Tư Khỏe? Ra đây đi. Đừng có trốn nữa. Dạ con, lá đó là của con. Con lỡ làm rồi. À, thì ra là rau đay. Rau đay có chất nhớt giống như mùng tơi, cho nên bạn chuối nhầm lẫn là đúng rồi. Thấy chưa chuối? Thôi mà, chúng ta là bạn tốt, bỏ qua đi nha. Tha đó. Chào Đốc Tư Khỏe với MC nha. Tụi con đi đây. Cho mình đi thôi. Khoan, rau đay, ai cho em đi? Em phải ở lại nói cho tất cả mọi người nghe là em có công dụng gì rồi anh mới cho em đi. Ủa, vậy là anh không biết em là loại rau tốt nhất cho các bạn nhỏ, vì em có chứa sắt đứng hàng thứ nhất, canxi đứng hàng tư, vitamin C đứng hàng thứ ba, beta carotene đứng hàng thứ tư trong các loại rau củ quả. Do đó nếu nấu canh rau đây thì cháo với cua nữa thì là món ăn giúp trẻ tăng chiều cao lý tưởng mà bổ dưỡng nữa đó. Chà chà, rau đây coi vậy mà biết lợi ích của mình nhiều dữ vậy ta. Con mà Đốc Tư Khỏe. Chà, rau đây, cơ bộ em tự tin quá ha. Rau đây tự tin cũng phải thôi MC, vì không chỉ là thực phẩm tốt cho trẻ để tăng trưởng chiều cao, rau đây còn giúp an thai và lợi sữa nữa đó. Đúng đúng, coi chuyên được các bà nấu canh cho những chị có con nhỏ ăn để có nhiều sữa cho con bú. Vì ngoài giàu dinh dưỡng thì người ta còn tìm thấy trong rau đây có các chất mang hoạt tính estrogen thực vật nữa. Ờ, vậy thì các chị em phụ nữ mới sinh xong, chúng ta nên sử dụng nhiều rau đay để có nhiều sữa cho các thiên thần của mình. Trên thực tế, nếu bà mẹ sau khi sinh ăn rau đay liên tiếp trong 4 tuần ngay sau khi sinh thì người ta thấy rõ lượng sữa ra của tuần thứ 3 và thứ 4 nhiều hơn của tuần thứ nhất và tuần thứ hai rất nhiều so với việc không ăn rau đay. Chưa kể rau đay nhớt và có nhiều thành phần giúp cho ruột lưu chuyển những chất bã dư thừa sau khi tiêu hóa một cách rất là dễ dàng, vì vậy sẽ không bị táo bón. Bái phục. Vậy thì rõ ràng rau đay là một loại thực phẩm mà các chị em phụ nữ cần phải lưu ý và ghi nhớ, bởi vì vừa an thai, vừa lợi sữa và tốt cho trẻ ăn dặm nữa. Một lần nữa, bái phục bạn rau đay đáng yêu của anh Đình Toàn. Chính xác. Quý vị khán giả, vậy thì chúng ta hãy ghi nhớ những thông tin mà rau đay và Đốc Tư Khỏe vừa chia sẻ. Rau đay con cũng còn nhiều công dụng lắm, nên quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình để gặp lại con nhật kỳ sau nha. Còn giờ thì con với MC và Đốc Tư Khỏe xin chào tạm biệt quý vị. Con nói quen thuộc nào, xin chào và hẹn gặp lại.